Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay Vũ sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mới của hãng Jinjiang. Đó là cái symbol 10 in, cái splash 10 in của series Y. Thì nhân tiện mình sẽ, cái lá mà nó mới về thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn các cái dòng sản phẩm Splash 10, 10 in của Jinjiang và của Mino ở tại Việt Thương đang đang phân phối. Thì cái đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là cái IMH, cái dòng Splash 10 in Y này. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mới của hãng và được mới ra mắt năm 2020. Thì nó thay cho cái dòng ZBT, ZHT và hai cái dòng đó thì nó ngừng sản xuất rồi. Bây giờ nó sẽ đổi thành cái dòng của y dòng y. Thì đặc tính của cái loại symbol này á, thì nó được sản xuất bằng cái đồng B8 và nó cho ra cái tiếng là nó sẽ cho ra cái sao sáng, và cái độ ngân nó được kéo dài trung bình, nó không có quá dài và nó không có bị cái tiếng on phía sau nó kéo quá dài. Đó là cái đặc tính. Và nhìn trên cái symbol này các bạn thấy là logo y rồi logo của Jinjiang, và cái phần in này là của hãng Jinjiang, nó in made in USA. Nó đây là có cái mã số. Ở đây là mặt trước của nó. Và mặt sau nó cũng có dán một cái tem của hãng dán nè, có mã vạch. Rồi một xíu nữa mình sẽ lắp lên và đánh cho các bạn nghe sau của nó như thế nào nha. Rồi dòng tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là dòng 10 in của dòng Z. Dòng Z thì các bạn biết đó là một dòng thấp nhất của Union. Nó được sản xuất bằng đồng kim loại đồng thau. Thì cái sao của cái này thì nó sáng và nó cho ra cái độ ngân nó dài. Cái độ ngân của cái tiếng tiếng phía sau nó dài ra. Và tiếp theo đây cũng là một cái dòng dòng Z. Nhưng mà cái dòng Z này thì các bạn nhìn thấy là hai nó sẽ khác nhau của hai cái logo. Đó. Cái bên phải mình á, thì cái này là cái dòng mới sản xuất, và cái dòng chữ Z này á, thì cái dòng này là cái này là nó sản xuất trước và này sản xuất sau. Và từ sau khi mà cái này nó không còn nữa thì nó sẽ đổi thành cái logo này, Planet Z này, nó không còn dùng cái logo chữ Z không nữa. Ở cái symbol tiếp theo mà 10 in mình giới thiệu đó là cái của hãng Mino. Cái này là cái Classic Custom. Đây là một cái sản phẩm của chính hãng của Đức nha các bạn. Mino của Đức. Đó thì các bạn nhìn cái nước sơn, cái nước bóng của nó. Nhìn rất là đẹp. Và cái này là một cái symbol thuộc dạng một dòng cao cấp của Mino. Các bạn khi nghe bạn nghe sao các bạn sẽ phân biệt. Và mình sẽ nghe được cái sự khác biệt. Ok, bây giờ mình sẽ lắp lên và đánh thử cho các bạn nghe. Hôm nay mình sẽ dùng cái máy thu âm Q2N này để thu cái tiếng Splash 10 cho các bạn nghe, cho nó trung thực. Thì cái đầu tiên là cái dòng 10 in của dòng Y. Dòng tiếp theo là dòng Z. Z Planet, có logo Planet nha các bạn. Này là logo mới, còn logo cũ nó chỉ có chữ Z thôi. Rồi,
cái symbol 10 tiếp theo là cái cũng là dòng Z nhưng mà cái logo logo cũ nha các bạn. Đó, các bạn để ý thì cái màu của này nó sẽ tái hơn cái màu của cái trước nó sẽ vàng hơn tí xíu. Rồi, dòng tiếp theo đây các bạn, đây là dòng Mino Classic Custom, một dòng cao của hãng Mino, các bạn nghe thử nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn một số cái mẫu symbol splash 10 in của Việt Thương đang phân phối. Đầu tiên là của hãng Mino và hãng Zirion. Thì ngoài những cái sản phẩm này ra thì nó còn rất là nhiều những cái sản phẩm 10 in khác của dòng A Custom hoặc là dòng K Series. Đó, thì đó là những sản phẩm cao cấp, thì hôm sau mình sẽ làm một clip, làm một cái video riêng về nó. Thì khi mà các bạn mua cái này về, các bạn có thể dùng, có thể mua thêm một cái clamp này. Đó, được, các bạn có thể gắn lên cái trống của bạn giống như nãy giờ mình đã làm video demo á. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của Việt Thương để các bạn có thể nhận được những cái video review nhạc cụ chính xác nhất. Chào các bạn.